tự hào hay không, nhưng mà cũng rất là tự hào, bởi vì dám trong túi có 50 triệu mà đi mua nhà, đó là cái sự mà thay đổi trong cuộc đời của mình. Hai vợ chồng khi mà quen nhau, bạn lúc đó là đang ở trọ thôi, còn dự định là khi mà nhận nhà Agari là hai vợ chồng sẽ cưới. Tháng 12 là nhận nhà là về, là khi lúc đó là bé nhà mình mới sinh được 3 tháng, đón Giáng sinh đầu tiên. Cho nên cái kỷ niệm đó là cái kỷ niệm mà nó không thể nào mà quên được trong cái cuộc đời của mình. Nó giống như là cột mốc mới, cái sự phấn đấu mới. Cho nên Agari nó cũng là một cái nguồn động lực rất là lớn của mình. Lý do thứ nhất ấy là dự án nó hợp với túi tiền. Khi mà hai vợ chồng mình trong quá trình mà đang yêu á, thì cũng đã đi qua coi dự án của mình một lần, thấy Agari đang xây dựng nên tìm hiểu nên mới mua. Mà lúc đó hai vợ chồng chỉ có đúng là 50 triệu trong tay thôi, nhưng mà cũng quyết định là vẫn giữ chỗ. Khi lúc mà hai vợ chồng có động lực rồi thì làm mà gom được cái số tiền đó đủ 30%, xong rồi á nhà mình mua vay đó, xong hàng tháng mình trả rất là nhẹ nhàng. Vì vậy nên nó rất là hợp với gia đình trẻ giống như hai vợ chồng tụi mình. Khi mà về cũng thấy rất là nhiều gia đình ở toàn là trẻ không à. Trẻ độ tuổi còn thấp hơn cả mình cũng về ở. Và thấy hầu hết là 2 năm qua thấy dân số ở đây lên nhiều vì trẻ em được sinh ra nhiều. Thứ hai là thấy cái dự án, cái vị trí thì cũng di chuyển cũng thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng. Hầu hết là cái trục đường này là một cái trục đường á, nó nối từ phía Tây sang phía Đông, giống như là xương sống của Sài Gòn của mình đấy. Còn ngoài ra thì chúng ta đi Eon gần này, có bệnh viện Nhi Đồng gần đây, cứ khoảng 10 phút thôi. Thế nhưng mà tiện ích ở xung quanh thì nó cũng đáp ứng cái nhu cầu cấp thiết rồi. Và nó nhanh nữa, kết nối đâu đó cứ 5 đến 10 phút là chúng ta đến được hết rồi. Và cái thứ ba nữa thì thấy chủ đầu tư cũng như là cái hệ thống tiện ích cũng rất là ok. Khi mà bước xuống này, chúng ta đi tập gym thì có phòng tập gym, đi bơi có phòng tập bơi, và muốn uống cà phê hay là tiếp khách hay là muốn gọi bạn bè tới thì chúng ta có những quán cà phê. Tôi thấy hiện tại rất thoải mái. Bà nội lên ở thì bà nội cũng rất là thích, bởi vì ở căn hộ bà nội có nhiều bạn hơn. Tại vì bà nội xuống, bà nội gặp rất là nhiều. Nói chung nhà là một nơi chúng ta để về để không còn bất cứ những cái lo âu hay là bất cứ những cái lo lắng gì nữa. Bởi vì nhà nó giống như là một cái gì đó, nó khi mà mình sinh ra mình đã cảm nhận được rồi. Khi mà mình sinh ra, tại vì cái truyền thống của người Việt Nam của mình là luôn luôn ở cùng với ông bà, ở cùng với ba mẹ mình từ nhỏ. Cho nên ngôi nhà nó giống như là một nơi nó cất chứa rất là nhiều cái kỷ niệm, sẽ tạo được cái sự động lực cũng như là các cái niềm tin tưởng, là một cái nơi để chúng ta phấn đấu nhiều.